coi nhắn nhà gửi USB lên nhanh nhanh giùm tao cái đi. Thằng kịp giờ thuyết trình mà, bớt căng đi. À Khôi tới, Khôi tới rồi mấy bạn ơi. Duyên thấy được khỏe không gì? Khỏe. Tới đây, để cho Duyên sách cho. Khi nào mà trường rảnh á thì Duyên mời trường đi ăn trưa nhá. Chị mốt chắc. Ê sao ông Duyên đục sách đồ hoài vậy? Thì tại người ta đẹp. Sao tao không được? Thì tại mày không... À, tại vì tao không có đem nhiều đồ quá. Hàng kia nó hơi nguy hiểm, chuyên cần. Dạ. Trời, trời, trời. Vô, vô, vô. À, giờ mới vô. Tấn công đi. Từ từ. Yeah. Ngủ đi chơi, nhắm nhắm nhắm. Đi chơi, đi chơi. Đi đâu vậy? Đối diện trường mình. Hả? Chắc không chắc. Duyên. Đối diện trường mình á. Có cái khách sạn á. Mình vô chẳng mình làm gì? Đi vượt đi quán cà phê. Trời ơi, suy nghĩ chút đi. Lần đầu đi chơi khách sạn. Ờ Duyên ơi. Né né mấy thằng biến thái ghen nha Duyên. Đẹp cỡ Duyên mới nó dễ lợi dụng lắm đó. Rồi. Ê, trời ơi. Ôi. Thì bất chỉ xàm đi, quá khôi vậy sao tao địch được. Trời. Trời ơi, thấy Khôi nó bay ra từ đây nè. Tay tao nó không hỏi luôn á. Thử vô đây. Trời ơi, máu luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Là tôi. Trời ơi, đẹp mà định chi vậy trời. Trời ơi, bấy lâu nay á, tôi lại yêu một người yêu bị thúi như vậy á, đúng là sai lầm mà. Trời ơi, chứ vậy tâm lý của mình lên nhận giải nữa. Duyên cố lên nha, hôm nay tôi ngạt mũi nên là không hửi được cái mùi sầu riêng nào đâu. Là tôi địch đó. Tôi có thể làm tất cả, chỉ cần được người ta. Ôi quá kìa, mẹ không đi. Ôi gái lại, gái lại, gái lại. Đó tại không biết. Các mày học nổi không? Trời ơi, thối kiểu này học sao nổi trời ơi. Đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Vinh. Vinh. Ê, cô rút. Bánh sầu riêng tặng Vinh á. Cảm ơn Vinh nha. Ôi, Duyên khách sáo quá à. Vì Duyên, Duyên có thể làm tất cả mọi thứ. Thầy à. Thầy. Hôm nay các em nghỉ tiết của thầy nha. Bạn Liễu bị nhập viện rồi. Ủa sao thầy? Bạn ấy hít phải cái khí độc gì đó trong thang máy. Bệnh chuyển tái phát, nhập viện trong tình trạng rất là nguy kịch. Lớp trật tự đi. Dạ. Bây giờ thầy phải vào bệnh viện xem tình hình của bạn ấy như thế nào. Phải chạy. Nghe bác sĩ nói lại là có khả năng bạn ấy sống thực vật cả đời. Trời ơi, gì mà ghê vậy? Hồi nãy tụi mình có. Hồi nãy mày hấp vô nhiều nhất luôn á. Gia đình bạn ấy thì đang rất là tức giận, đang phối hợp với nhà trường để tìm hiểu xem ai là người gây ra cái khí độc đó. Và hiện tại cái khí độc đó vẫn còn ám ở trong thang máy. Thầy đang cho người tới vệ sinh và khử trùng. Các em chịu khó đi thang bộ đi nha. Tự học nha mấy đứa. Hồi nãy tao xích qua đây. Đừng có đứng đó, xích qua đây. Ủa, mày làm mấy bạn các bạn làm gì hả? Ủa, cái đó là do bệnh của Liễu nặng chứ đâu phải là do tôi đâu. Nhăn của mày lớn nhất cơ. Ủa, địch bình thường mà, địch bình thường mà. Tao chảy bóng cam luôn. Ủa, mà mọi người không nghe ông bà ta nói hả? Cái địch là cái trời cho, ai mà hửi địch thì ốm no.
Mày nói luôn. Chết tao rồi, vậy là sao mũi luôn. Ủa? Duyên, Duyên. Nè, nhà của Liễu á, ba mẹ nó ghê gớm lắm đó nha. Mày á, mà mày rụng tới đi, ổng mày không có để vụ này về chìm đâu. Tao thấy thằng này là xong đời đó rồi đó. Mày khỏi ngóc đầu vậy đâu con. Anh em với nhau phải yêu thương nhau, không có bỏ nhau lúc hoạn nạn. Đúng đúng đúng, tôi đồng ý với bạn cái đó. Cái lúc tao mày vậy, lúc mày đi, tôi giận đi, cứu mày đi, cứu đi mà, nó còn mẹ già nữa, mẹ tôi lấy sao? Vinh, đừng nói nghe bà nói nè. Cái thời học sinh ai cũng trải qua những cái chuyện như vậy hết con. Thậm chí ba nè, hồi xưa ba còn địch nhiều hơn con nữa. Nhưng mà ba vẫn ổn, ba hiểu con đừng buồn nữa nha. Vậy là ba tin con phải không ba? Ba tin con. Đúng là đi đâu không bằng về nhà. Ba có cái này cho con nè. Cái này, món quà của con này, bà cho con á. Món quà này là... Món quà này sẽ lấy lại tinh thần cho con. Con cảm ơn ba. Mặt nạ là sao? Ý của bà là từ giờ trở đi mỗi lần con ra ngoài đường á, con đeo cái mặt nạ này vô là người ta sẽ không biết con là thằng Vinh đâu. Con coi thấy siêu anh hùng ở bên nước ngoài đó, ai cũng trùm mặt nạ hết trơn á, cho nên á con địch con có thoải mái trùm mặt nạ vô tư ha. Ông thôi đi, con nó đang vậy mà ông còn nói gì nữa. Vinh, mẹ tin con. Đây mới là những lời mà con muốn nghe nè ba. Từ nay con ở trong ngôi nhà này thoải mái, không lo ai nói gì đến con hết á. Con hãy là chính mình. Thiệt là hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Bây giờ thì ba mẹ phải dắt em về quê rồi. Không biết chừng nào mới lên nữa. Con, ý của mẹ con nói là em con nó còn nhỏ, sức đề kháng nó yếu lắm, cho nên ba mẹ dẫn nó về quê cho nó hít thở không khí trong lành. Nhà mình có ai hút thuốc đâu mà không trong lành nữa. Có những cái thứ hơi mà nó độc hại hơn mùi khói thuốc nữa đó con. Con yên tâm đi, ba mẹ đâu có kỳ thị gì con đâu, cả nhà mình hiểu nhau chứ. Hiểu thì không? Đúng rồi đó con. Con là con trai của ba mẹ, không hiểu con thì hiểu ai. Chúng ta là một gia đình, phải thương yêu nhau, phải tin tưởng nhau, đặc biệt là phải thấu hiểu nhau nữa. Con hiểu không? Con xin lỗi, chắc tại con suy nghĩ tiêu cực quá. Con ơn ba mẹ một cái nha. Ủa không, cái này là tiếng ghế nó... Tiếng ghế mà ba đâu nói gì đâu. À đúng rồi, tiếng ghế. Xong chuyện đi, đứng đó. Ủa tiếng ghế mà đi đâu rồi, đứng đó rồi. Út rồi, tương lai sau này của ba mẹ giao hết cho con đó nghe. Ba, con, tương lai... Con... Ba, mẹ. Ai vô. Trời ơi, có nè, có bà Duyên mới xinh dễ sợ chưa? Bà vừa đẹp mà còn vừa học giỏi nữa, tương lai sáng lạng lắm luôn á. Duyên khỏi nói rồi, tính ra chưa kịp tốt nghiệp nữa là biết bao nhiêu người kiếm rồi. Ấy Duyên chưa có chỗ nào làm, ấy làm vợ tôi đi. Làm vợ mày, vợ tao. Tôi cũng dễ thương này, làm vợ học cũng đi. Dạ. Ý Trần Quýt kìa. Hay là bữa nay Duyên giúp tôi Minh Hoan được không? Minh Hoan gì?
Duyên nhận là bữa hôm đó Duyên có địch ý. Ê, có khi nào tụng lao mày nghĩ sao Duyên đẹp vậy, người ta bắt lại sợ mày. Nó bị chuyện á. Có thằng này nè, nãy đó bây giờ đỡ thường người ta nữa chứ. Vinh, tôi không ngờ cậu là loại người xấu xa như vậy đó Vinh. Cậu làm á thì cậu phải tự nhận đi chứ. Đúng rồi. Tại sao bây giờ cậu lại đi đổ oan cho tôi? Thiệt thúi. Đã được thúi còn sống dơ nữa. Này không phải đàn ông rồi. Ông mà tồi quá vậy. Thôi được rồi. Nếu như mà mọi người không tin, tôi sẽ nhờ tính liệu. Rồi, bà đã nằm trong bệnh viện vậy rồi mà còn lôi bà nữa. Cái hại người ta chưa đủ gì hả? Liễu đã tỉnh dậy. Và Liễu là người hiểu rõ nhất những việc làm xấu xa, thối tha của Duyên. Đi nhanh nhanh lên coi, làm gì lại mời vậy hả bà Duyên? Dạ bác sĩ cho em hỏi là phòng 205 của mình ở đâu ạ? 205? Dạ. Đầu kia. Dạ. Đi. Mấy cậu ơi, đỡ tôi về lấy đồ rồi đấy. Dạ, chị lấy gì vậy chị? Chị Liễu tỉnh này, Liễu tỉnh này. Sao rồi? May quá bà khỏe rồi. Hôm nay tụi tôi đến đây thăm bà. Với lại mọi người muốn biết ai là người địch. Đúng rồi, nó cứ nói đi. Đúng rồi, có sợ rồi. Sợ có tụi tôi ở đây nè. Đúng rồi, tụi tôi bảo kê bà. Nói đi, đừng có sợ. Mày né cái mặt mày ra đi. Mặt mày nó sợ đó. Người địch chính là... Thôi mọi người, mọi người làm gì mà cứ dồn ép Liễu vậy? Liễu vừa mới tỉnh lại. Liễu, nghỉ ngơi nha. Ê, đi kêu bác sĩ. Để tao. Liễu. Từ từ Liễu ơi, từ từ. Mày né cái mặt mày ra đi. À Liễu, từ từ cũng được, từ từ nó không được, giờ cứ nghỉ ngơi đi nha. Mày á. Là Duyên đó. Thôi. Ghê gớm lắm, tởm lợm lắm luôn á. Không ngờ ác vậy luôn. Tao cũng không ngờ. Mày quay nhanh quá. Phải, nó thúi. Bác sĩ sao? Ủa? Tỉnh rồi. Ổn không ạ? Dạ, khỏi, dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ. Duyên sẽ nói cho bọn chú. À dạ. Chào bác. Cậu tới đây làm gì? Dạ thưa bác. Dạ, hôm nay con tới đây để thăm Liễu với lại để minh oan cho con. À, chính Liễu, con gái của bác. Ngày hôm nay sẽ khai ra ai là người địch. Tôi biết ai là hung thủ, biết ai là người địch. Ủa chứ không phải... Người địch ngày hôm đó chính là... Mày hả Vinh? Ủa mày mạnh hơn tôi á. Vậy mà cũng làm được nữa. Nhưng mà Duyên yên tâm, không ai biết Duyên địch đâu.
Vâng. Tao là Vinh Địch Thôi. Đáng lẽ đi, cút đi. Đang có tất cả, tự nhiên ông lấy của tôi hết trơn. Tôi làm gì sai hả? Tôi làm cái gì sai? Trả lại hết cho tôi. Ông là đồ ăn cướp. Ông là đồ ăn cướp. Ông là đồ ăn cướp. Trời ơi, mày ơi, lần đầu phải uống cà phê chứ sao đi khách sạn được. Trời ơi, động não một chút giùm tao. Duyên, Duyên đứng xa xa cái thằng biến thái rồi Duyên ơi. Để lại dụng á. Anh vậy mà thấy ghê đúng không? Ủa, ai rồi, rồi, trời ơi, thúi, trời ơi. Ôi, sao mày nói người ta được, người ta quá khôi, sao tao biết địch được. Đúng, Duyên là người địch. Là duyên địch đó mọi người. Có phải hồi nãy bạn có một cái hơi nóng nóng phát ra từ đây đúng không? Hoa khôi mà địch. Hoa khôi mà địch mọi người ơi. Duyên phải trả giá vì cú địch của Duyên. Vì tất cả những gì Duyên làm với tôi, cuộc đời tôi hư đổ là tại Duyên á. Vì cú địch của Duyên đó. Khốn nạn. Trời ơi, quá đáng. Trời ơi, vậy mày sống vậy, mày sống. Ê, 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 ê. Đỡ lên. Đỡ lên. Mày còn phải hăng hùng vậy không? Trời ơi. Khốn nạn. Mày có gì là mày đền mạng cái bãi. Bấm 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 bấm. Trời ơi. Nhanh lên. Rồi. Lè vô. Chết người tới rồi còn còn. Chào các em. Các em hôm nay nghỉ học tiết của thầy nha. Yeah. Trật tự đi nè. Bạn Liễu đã nhập viện rồi. Ủa? Ủa sao thầy? Sao vậy thầy? Bạn ấy hít phải khí độc gì đó trong thang máy, khiến cho bệnh xuyễn tái phát, nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Thầy nghe bác sĩ nói là bạn ấy có khả năng sống thực vật cả đời. Hả? Không phải tôi nha, không phải tôi à. Thực tự đâu. Nhưng mà nặng hơn nữa là bạn Duyên. Bạn Duyên bị một người nào đó tố là người đã thải ra cái khí độc đó. Cái tên đó đã thao túng tâm lý mọi người để mà thóa mạ nhân phẩm của bạn Duyên, khiến cho bạn Duyên trở nên tâm thần bấn loạn. Và bây giờ bị tâm thần rồi. Giờ thật đáng buồn hơn là cái kẻ xấu xa ấy là một bạn sinh viên ở trong trường mình. Gia đình của hai bạn đó đã kết hợp với nhà trường để tìm ra cái tên đó là tên nào để xử phạt thật nặng. Bây giờ thầy phải vào bệnh viện đây. Các em nghỉ học tiết này nha. Nghiêm trọng giờ thầy nghiêm trọng giờ. Né qua đây, né đi, đừng có nghe nó. Nó là cái người mà thao túng mọi người. Quan trọng là nếu mà tôi không nói, nếu mà tôi không nói duyên địch thì mọi người nói tôi địch.
Nếu mà tôi không nói gì thì mọi người thôi nghe, mọi người đừng báo ngang tôi, tôi đi đầu hú, đừng báo ngang tôi. Má kỳ trời, cuộc đời giống như chơi game vậy, ăn được hồi sinh 2 lần luôn mà vẫn thua. Không hiểu, không biết là do game khó hay do mình ngu. Kiếp buồn hết nổi. Cầm cho xong.